Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube channel Sống Khỏe Đẹp của Dung ngày hôm nay. Thì trong cái video ngày hôm nay thì Dung muốn đề cập đến một cái vấn đề, đó là ăn đúng cách sẽ giúp chúng ta chống lão hóa da gấp 10 lần so với việc dùng mỹ phẩm đắt tiền nhé. Mọi người có quan tâm về cái vấn đề chống lão hóa không? Dung thì Dung rất là quan tâm đến cái vấn đề này luôn. Cái việc mà mong muốn cho làn da của chúng ta được căng mịn này, được tràn đầy sức sống, hay là được người khác khen trẻ đẹp hơn, là cái điều mà Dung rất là thích luôn. Không biết các chị em như thế nào, nhưng mà Dung tin là mọi người cũng rất là thích mình được trẻ hơn, xinh đẹp hơn, đúng không ạ? Thì thường thường là khi lão hóa thì chúng ta hay đi tìm đến các loại mỹ phẩm, các loại sản phẩm chăm sóc da để chúng ta bổ sung từ bên ngoài, cũng như là chúng ta uống thêm thực phẩm chức năng mọi thứ. Nhưng cái gì thì chúng ta cũng cần phải giải quyết từ gốc rễ của vấn đề. Cái làn da nó là cái bộ phận trên cơ thể của chúng ta, và cái biểu hiện từ bên trong của chúng ta, chúng ta có khỏe không, chúng ta có thực sự là khỏe khoắn thì cái làn da của chúng ta sẽ đẹp, đúng không ạ? Vậy thì hàng ngày là chúng ta sẽ bổ sung đồ ăn thức uống vào cơ thể chúng ta, vậy thì cái đầu vào đó sẽ quyết định về sức khỏe cũng như là về làn da của chúng ta. Vậy trong cái video này Dung sẽ nói kỹ hơn về vấn đề này, mọi người cùng Dung tìm hiểu nhé. Cơ thể chúng ta đang tái sinh bằng các quá trình trao đổi chất mỗi ngày, và cái nguyên liệu cho việc ấy chính là những thực phẩm mà chúng ta đưa vào từ miệng, đúng không ạ? Chính vì vậy mà không quá lời khi mà nói là chúng ta có thể tái sinh tốt hay không là liên quan đến cái thức ăn và nước uống mỗi ngày của chúng ta. Dung thấy nhiều người chỉ chú ý đến cái việc giá trị dinh dưỡng hay là lượng calo trong thức ăn, nhưng mà những yếu tố đó lại không thể ngăn chặn được cái quá trình lão hóa của cơ thể. Vậy thì nếu như mà các chị em mà mong muốn được trẻ trung mãi mãi ấy, thì điều cần thiết là phải chú ý đến chế độ ăn uống giúp đường ruột của chúng ta được trẻ trung hơn. Dung đã có một cái video trước đó nói về cái sự mối liên quan mật thiết giữa đường ruột và da. Tại sao là khi mà chúng ta muốn da đẹp, tại sao mà chúng ta muốn chống được lão hóa thì chúng ta lại cần phải cái đường ruột khỏe mạnh rồi. Thì mọi người có thể xem lại cái video này, Dung để ở bên dưới phần mô tả nhé. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ nói xem là ăn thế nào cho đúng để chúng ta tránh được cái sự lão hóa. Vậy thì cái thực phẩm nào nó là cái thực phẩm mà thúc đẩy quá trình lão hóa? Thực phẩm nào là cái loại thực phẩm mà ngăn chặn quá trình lão hóa? Thì trước hết chúng ta cùng đi tìm hiểu cái loại thực phẩm mà thúc đẩy quá trình lão hóa nhanh nhé. Thì cái loại đầu tiên mà Dung giới thiệu với Dung muốn nói ở đây, đó là những thực phẩm đã bị oxy hóa. Thực phẩm đã bị oxy hóa là sẽ sản sinh ra một lượng lớn các gốc tự do oxy hóa trong cơ thể, làm tổn thương các tế bào và khiến cơ thể phải tốn một lượng enzyme lớn để giải độc nó. Ví dụ như khi chúng ta gọt táo này hay gọt khoai tây này, thì chúng ta để ra ngoài một lúc thì cái quả táo hay là cái củ khoai tây ấy nó bắt đầu chuyển sang màu nâu, đúng không ạ? Vậy thì đó chính là cái hiện tượng bị oxy hóa đó các chị em. Cái thời gian mà chúng ta để ra ngoài không khí ấy, càng dài thì cái sự oxy hóa đấy nó càng lớn. Những cái thực phẩm mà đã cũ hay là chúng ta để lâu trong không khí một thời gian thì nó sẽ bị oxy hóa. Các loại thực phẩm cũ hay là đã nấu được một thời gian đều đang trong quá trình oxy hóa. Do đó chúng ta cần tránh xa các loại thực phẩm này. Khi mua nguyên liệu nấu nướng thì các chị em nên mua các loại rau thịt ít bị cắt gọt nhất. Cắt gọt nguyên liệu ngay trước khi ăn thì nó sẽ hạn chế được cái quá trình oxy hóa xuống mức tối đa. Còn một điều nữa mà Dung muốn nói đến
có một số cái loại thực phẩm mà đã bị oxy hóa ngay từ ban đầu. Tiêu biểu cho cái loại này đó chính là các loại dầu ép. Thì trong quá trình sản xuất, dầu đã bị oxy hóa rồi. Do đó là chúng ta nên sử dụng chúng ở mức tối thiểu thôi. Loại thực phẩm tiếp theo đó chính là thực phẩm động vật. Các thực phẩm động vật, đặc biệt là thịt, mà các loại thịt đỏ nhé, là nó sẽ gây lão hóa rất nhanh cho cơ thể của chúng ta. Có nhiều người thì cho rằng là nếu như mà chúng ta không ăn thịt thì chúng ta sẽ không thể lớn được. Đấy có phải là sự thực không ạ? Chúng ta sẽ thấy là ăn nhiều thịt thì thường là chúng ta thấy là giúp vóc dáng con người trở lên to, cao, vạm vỡ hơn, đúng không? Nhưng mà điều này nó lại liên quan đến nhiều lý do khác nhau. Đó là hấp thụ nhiều protein động vật thì sẽ thúc đẩy cái quá trình tăng trưởng của cơ thể. Hay nói cách khác là bản thân của việc ăn thịt thì nó không làm cho cơ thể to lớn hơn, mà cái việc hấp thu nhiều cái protein động vật sẽ làm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng vốn diễn ra chậm. Kết quả là cơ thể trở lên to lớn nhanh chóng. Nhưng mà cái kết quả này nó có thực sự là tốt không? Chúng ta sơ sơ thì nhìn thấy hai cái kết quả này gần như là giống nhau. Nhưng thực ra thì những cái việc đang diễn ra trong cơ thể của chúng ta nó lại hoàn toàn khác nhau. Cái tốc độ tăng trưởng diễn ra nhanh hơn không hẳn đã là điều tốt nhé mọi người. Cái tốc độ tăng trưởng này ấy, nhanh ấy, thì cũng có nghĩa là nó sẽ đến một cái độ tuổi nhất định nào đó sẽ kéo theo cái sự tốc độ lão hóa nhanh. Ngoài ra là cái chất béo trong thịt thì không thể tan chảy tốt với điều kiện thân nhiệt của con người, dẫn đến hậu quả là máu sẽ bị đông lại. Thân nhiệt của các loại như là trâu, bò, lợn, gà mà chúng ta hay ăn thịt ấy thì thường là lớn hơn nhiệt độ cơ thể của con người, nó sẽ dao động từ 38,5 đến 40 độ. Thì khi mà tiến vào cơ thể chúng ta thì cơ thể con người của chúng ta đang là 37 độ. Thì các chất béo ở trong các thịt động vật nó sẽ bị đông đặc lại. Và chất béo đông đặc lại sẽ khiến cho máu bị đông lại. Thì khi máu tuần hoàn kém thì chúng sẽ không thể vận chuyển được các chất dinh dưỡng đến hết các cơ quan trong cơ thể, sẽ gây tổn hại đến quá trình trao đổi chất và thúc đẩy quá trình oxy hóa. Vì vậy nên là ăn nhiều thịt thì không hề tốt nha mọi người. Ăn nhiều thịt, nhất là những loại thịt đỏ thì lại không hề tốt. Dung không phải là bài trừ thịt, nhưng mà chúng ta thấy là với các loại thịt động vật hiện nay thì thường là chăn nuôi bằng các loại cám rồi kích thích tăng trưởng nữa. Còn chưa nói đến là khi mà giết mổ động vật thì nó sẽ gây cho cái nỗi hoảng sợ ở trong cái thần kinh của các động vật. Vì vậy nên nó cũng sẽ sinh ra các hormone gây ảnh hưởng. Nên là muốn tốt cho cơ thể của chúng ta thì mọi người nên hạn chế ăn thịt lại nhé. Tóm lại thì hai cái loại thực phẩm, thứ nhất là thực phẩm đã bị oxy hóa, và thứ hai đó là thực phẩm từ thịt động vật, đặc biệt là các loại thịt động vật đỏ hay thịt động vật bốn chân. Đó là hai loại thực phẩm làm thúc đẩy nhanh cái quá trình lão hóa trong cơ thể chúng ta. Vậy thì chúng ta nên ăn như thế nào? Thì cái chế độ ăn khoa học ấy mọi người nhé, đó là chúng ta nên ăn theo chế độ 8-5-10-5. Tức là 85% thức ăn của chúng ta nên là các loại ngũ cốc, loại rau, củ, quả, và chỉ chiếm 15% từ thịt thôi. Và nếu ăn thịt thì mọi người nên thiên về ăn các loại động vật không chân và hai chân thôi, hạn chế các loại thịt bốn chân, tức loại thịt đỏ. Nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta lão hóa nhanh hơn. Trên đây Dung đã nói về ăn như thế nào để cái tốc độ lão hóa trong cơ thể của chúng ta được chậm lại. Dung cảm ơn mọi người đã xem hết video này của Dung. Dung mong là tất cả các chị em cùng người thân trong gia đình luôn luôn có một sức khỏe, hạn chế được cái quá trình lão hóa trong cơ thể để cho cơ thể của chúng ta luôn tươi trẻ hơn. Trần Dung, sống khỏe đẹp cùng gia đình bạn. Hãy subscribe kênh của Dung để cập nhật các video sau về kiến thức sống khỏe mỗi ngày.